kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Hai lần liên tiếp bị ám sát, ông Trump đang đắc tội ai? Bạo lực chính trị ở Mỹ đang bình thường hóa. Bầu cử Mỹ ra sao sau hai vụ ám sát? Hai lần liên tiếp bị ám sát, ông Trump đang đắc tội ai? Thưa quý vị và các bạn, một lần nữa, cựu Tổng thống Donald Trump trở thành mục tiêu của một vụ ám sát. Lần này, ngay tại sân golf của ông ở Florida vào chiều 15 tháng 9 theo giờ địa phương. Đây là lần thứ hai ông Trump bị ám sát hụt chỉ trong khoảng 2 tháng, kể từ lần đầu tiên xảy ra ngày 13 tháng 7 năm 2024, khi ông bị bắn và bị thương trong cuộc meeting tại Pennsylvania. Vậy câu hỏi đặt ra là ông Trump đang đắc tội với ai? Cuộc điều tra của cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI về vụ ám sát ông Donald Trump ở Florida đã lan rộng ra toàn cầu khi các quan chức nỗ lực làm rõ lý lịch của nghi phạm Ryan Wesley Root, 58 tuổi, đến từ Hawaii và hiện đã bị bắt giữ. Nhà chức trách đang nỗ lực để có được lệnh kiểm tra các tài khoản mạng xã hội được cho là có liên quan tới Root. FBI sẽ điều tra về một số hoạt động trực tuyến của Root bị nghi ngờ có liên quan đến việc sử dụng các nền tảng có trụ sở chính ở bên ngoài nước Mỹ, cũng như những chuyến du lịch nước ngoài của Root. Theo đó, cuộc điều tra được cho là sẽ cần sự hợp tác của các đối tác quốc tế. Cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu và các nhà chức trách chưa xác định được liệu Root có đồng phạm hay không trong âm mưu ám sát ông Donald Trump. Nghi phạm đã giữ im lặng khi bị bắt. Cảnh sát cho biết nghi phạm đang bị giam giữ nhưng không cho biết động cơ của vụ nổ súng. Ryan Wesley Root, 58 tuổi, từ Hawaii, đã núp trong bụi cây bên ngoài sân golf suốt 12 tiếng đồng hồ để chờ tiếp cận và thực hiện âm mưu ám sát cựu Tổng thống Donald Trump. Trên mạng xã hội, Root đã đăng nhiều ẩn ý liên quan tới vấn đề chính trị và các sự kiện tại Mỹ, đồng thời không ít lần chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump. Đáng chú ý, Root cho thấy là người ủng hộ Ukraine và có nhiều bài đăng trên mạng xã hội X vào năm 2022, thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine. Năm 2023, Root cũng đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để khuyến khích người nước ngoài tham gia vào cuộc chiến. Trong khi đó, ứng cử viên Donald Trump lại có xu hướng muốn chấm dứt việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Điều đó đi ngược lại mong muốn của Root và những người đồng quan điểm. Đây có lẽ là mấu chốt động cơ của vụ ám sát nêu trên. Trở lại vụ ám sát ông Trump đầu tiên cách đây khoảng 2 tháng vào giữa tháng 7, ông Trump đã suýt bị một tay súng bắn vào đầu tại một cuộc vận động tranh cử tại bang Pennsylvania. Kẻ tấn công là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi. Nếu như ở vụ ám sát thứ hai mới xảy ra, động cơ có vẻ khá rõ ràng, thì động cơ của tay súng khi tìm cách ám sát cựu Tổng thống Donald Trump tại Pennsylvania hôm 13 tháng 7 cho đến nay vẫn là điều bí ẩn. Nhiều bạn ở trường đã mô tả nghi phạm Crooks là một học sinh cô lập, giỏi môn toán nhưng lại kém về giao tiếp xã hội. Một số người nói anh ta có khuynh hướng bảo thủ trong chính trị, nhưng nhìn chung mọi thứ chưa rõ ràng. Điều bất thường là một người trẻ như Crooks lại rất ít đăng tải các thông tin trên mạng xã hội. Do vậy, không thể biết khuynh hướng chính trị hoặc trạng thái tinh thần của nghi phạm trước cuộc tấn công. Việc xem xét hồ sơ công khai cho thấy Crooks có thể có khuynh hướng chính trị khác nhau khi đăng ký bỏ phiếu với tư cách thành viên Đảng Cộng Hòa, nhưng lại quyên góp một khoản nhỏ cho Đảng Dân Chủ. Nhiều câu hỏi đặt ra là ai, thế lực nào thúc giục thanh niên 20 tuổi ra tay? Câu hỏi chưa có câu trả lời. Liên tiếp hai vụ ám sát cũng đặt ra một câu hỏi lớn khác. Đó là tại sao đối tượng bị nhắm đến lại là ông Donald Trump? Ông Trump liệu đang đắc tội ai? Nhìn lại chiến dịch tranh cử của ông Trump có thể hé lộ phần nào những manh mối và cho thấy sự phức tạp trong chính trường nước Mỹ. Nếu như chính sách cốt lõi trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump đó là cải cách thuế và chiến tranh thương mại, thì trong nhiệm kỳ thứ hai, chính sách cốt lõi có thể là cải cách hệ thống quan liêu của nước Mỹ. Chính sách này được gọi là kế hoạch Drain the Swamp, hiểu nôm na đó là kế hoạch rút cạn đầm lầy, nghĩa là làm sạch những vũng lầy chính trị ở Washington và trả lại sự thật cho người dân Mỹ. Kế hoạch Drain the Swamp của ông Trump đầy táo bạo, quyết liệt. Để đối phó với hệ thống quan liêu, ông dự định thực hiện 3 biện pháp chính, đó là giảm lương, cắt giảm nhân sự và thu hẹp quyền lực, đồng thời phân quyền liên bang cho các bang, cho phép từng bang quyết định các vấn đề của địa phương, chẳng hạn như quyền phá thai. Có thể tưởng tượng rằng nếu cải cách của ông Trump được thực hiện, sẽ có rất nhiều người bị ảnh hưởng đến lợi ích, và những người này
chắc chắn không muốn ông Trump trở lại nắm quyền. Ai là người có động cơ ám sát ông Trump? Nếu ông Trump không còn trên đường đua, Đảng Cộng Hòa có thể sẽ lựa chọn một ứng cử viên ôn hòa hơn. Những người này sẽ dễ thu hút cử tri trung lập hơn, khiến cơ hội thắng cử của bà Harris ở bên Đảng Dân Chủ thấp hơn. Vì vậy, người có động cơ ám sát ông Trump chưa chắc đã là người của Đảng Dân Chủ. Phe cánh của Đảng Cộng Hòa có động cơ để ám sát ông Trump. Kể từ khi ông Trump nổi lên vào năm 2016, Đảng Cộng Hòa đã dần chia thành hai phe. Một phe là phe truyền thống theo đường lối Reagan, ủng hộ can thiệp vào các vấn đề quốc tế. Còn phe kia là phe bảo thủ do ông Trump dẫn dắt, chủ trương đi theo đường lối cô lập, thúc đẩy chính sách nước Mỹ trên hết. Trong những năm gần đây, phe truyền thống của Đảng Cộng Hòa dần bị ông Trump gạt ra ngoài. Sự thù hận của phe truyền thống đối với ông Trump còn lớn hơn sự chán ghét với Đảng Dân Chủ. Bởi khi ông Trump đắc cử, các lão làng của phe truyền thống chỉ còn cách đứng bên lề và rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Nếu ông Trump thực sự bị loại bỏ thì phe cánh của Đảng Cộng Hòa sẽ là một trong những bên hưởng lợi nhất. Giới quan chức và giới tinh hoa của Mỹ cũng có động cơ ám sát ông Trump. Ông Trump luôn cho rằng nước Mỹ bị điều khiển bởi chính phủ ngầm. Một chính phủ ngầm bao gồm tổ hợp công nghiệp quốc phòng, phố buôn, các tập đoàn lớn, truyền thông chính thống, quan chức chuyên nghiệp. Ông Trump cho rằng sự thay đổi luân phiên giữa hai đảng chỉ là một màn kịch chính trị và không thay đổi sự thật rằng nước Mỹ bị điều khiển bởi chính phủ ngầm. Khi ông Trump cầm quyền, Mỹ thực hiện chiến lược thu hẹp, không phát động chiến tranh, khiến tổ hợp công nghiệp quốc phòng mất đi nguồn lợi. Chính sách bảo hộ thương mại của ông Trump cũng làm tổn hại đến lợi ích của các tập đoàn đa quốc gia. Chiến dịch fake news của Trump còn làm mất uy tín các truyền thông chính thống. Kế hoạch Drain the Swamp trong tương lai của ông cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của công chức Mỹ. Và trong bối cảnh này, chính phủ ngầm của Mỹ có đầy đủ động cơ để loại bỏ Trump. Bạo lực chính trị đang trở thành điều bình thường tại Mỹ. Sau nhiều thập kỷ không xảy ra bạo lực chính trị nhằm vào các ứng viên tổng thống của một trong hai đảng lớn, nước Mỹ đang trải qua hai sự cố trong vòng 2 tháng và cả hai đều nhắm vào cựu tổng thống Donald Trump. Người dân Mỹ đã phải điều chỉnh để thích nghi với những điều bình thường mới trong chính trị, cả lớn lẫn nhỏ, dường như thường xuyên hơn trong vài năm qua. Ngôn từ đã trở nên gay gắt hơn, tình trạng chia rẽ đảng phái trở nên sâu sắc hơn và các tiêu chuẩn ứng xử của ứng cử viên bị xóa mòn. Xét đến tình trạng bạo lực súng đạn đang lan tràn trên khắp nước Mỹ, những cuộc tấn công như thế này có thể hiểu là một điều bình thường mới, không thể tránh khỏi. Nhưng hiện tại, điều này vẫn gây sốc. Những chi tiết về vụ ám sát hụt, đặc biệt là danh tính của động cơ kẻ tấn công ông Trump, cuối cùng sẽ quyết định đến nền chính trị Mỹ. Nhưng ít nhất vào lúc này, có vẻ bạo lực kiểu này ngày càng trở thành một phần của nước Mỹ ngày nay. Trong tuyên bố đầu tiên sau sự cố tại sân golf, ông Trump cam kết không điều gì có thể làm chậm bước hoặc khiến ông đầu hàng. Phản ứng này phù hợp với chiến dịch tranh cử của ông Trump thường lập luận rằng ông trở thành mục tiêu bị bức hại và tấn công vì lên tiếng thay cho những người Mỹ bị lãng quên. Những lời phát biểu sau lần suýt bị ám sát vào tháng 7 là chiến đấu và chiến đấu. Và đây đã trở thành tiếng hô hào của những người ủng hộ. Ông Trump thường nói, họ không nhằm vào tôi, họ nhằm vào các bạn, tôi chỉ đang đứng đây để cản đường họ. Giờ đây, cựu Tổng thống Trump có thêm một ví dụ kịch tính để minh họa cho quan điểm của mình. Hiện tại, ít nhất vụ ám sát dường như sẽ tạo ra các tin tức mới, làm lu mờ những khó khăn vừa qua trong chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống. Diễn biến mới nhất có thể gây sốc, nhưng với chỉ 7 tuần còn lại trong chiến dịch tranh cử Tổng thống này, chắc chắn sẽ còn nhiều tình tiết bất ngờ khác nữa. Mật vụ Mỹ đối mặt với hoài nghi về năng lực bảo vệ yếu nhân. Việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hai lần đối mặt với nguy cơ ám sát hụt trong vài tháng qua cũng khiến cơ quan mật vụ Mỹ bị hoài nghi về khả năng bảo vệ những nhân vật quan trọng. Một tay súng có thể di chuyển vào khu vực để đưa ông Trump vào tầm ngắn lần thứ hai trong 2 tháng, khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng bảo vệ của mật vụ Mỹ với các nhân vật hàng đầu. Mật vụ Mỹ đã củng cố đáng kể đội ngũ bảo vệ ông Trump sau khi cơ quan này bị chỉ trích dữ dội vì vụ ám sát hụt tại Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7. Khi đó, tay súng đã bắn viên đạn xuyên qua tay của ông Trump, khiến ông bị thương nhẹ. Ông thừa nhận đã phải đối mặt với cái chết trong gang tấc và may mắn sống sót nhờ quay đầu đi kịp thời. Trong vụ ám sát hụt lần thứ hai, mật vụ Mỹ đã ngăn chặn được vụ việc trước khi đạn được bắn ra khỏi nòng. Theo các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức, vụ việc cho thấy những cải tổ của phía mật vụ, bao gồm triển khai thêm nhân lực, tăng cường thông tin tình báo thực địa, có thể đã phát huy tác dụng một phần nào đó. Tuy nhiên, theo New York Times, việc một tay súng vẫn có thể mang một khẩu súng trường bán tự động có ống ngắm đến cách ông Trump chỉ vài trăm mét cho thấy các vấn đề đã xảy ra ở Pennsylvania 2 tháng trước dường như vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nó cũng cho thấy mật vụ Mỹ ngày càng đối mặt với những khó khăn lớn hơn trong môi trường chính trị khó lường và có xu hướng gia tăng bạo lực.
Vấn đề lớn nhất mà mật vụ Mỹ phải đối mặt trong việc bảo vệ ông Trump, đó là việc lập ra một khu vực an toàn xung quanh cựu tổng thống để ngăn ngừa các mối đe dọa. Bầu cử tổng thống Mỹ sẽ ra sao sau hai vụ ám sát hụt? Việc ông Donald Trump bị ám sát hụt tại Florida nhiều khả năng sẽ kéo theo mối lo về rủi ro với các ứng cử viên tổng thống, đồng thời tác động đến cục diện của cuộc bầu cử. Việc một ứng cử viên tổng thống bị ám sát hụt hai lần trong vòng 2 tháng là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước Mỹ. Tình huống này khiến chính trường bối rối, đồng thời tô đậm sự phân cực và chia rẽ ngày càng sâu sắc trong nội bộ đất nước Cộng hòa. Một trong những vấn đề thu hút sự chú ý của giới phân tích xoay quanh xu hướng bạo lực với tâm điểm là bài toán sở hữu súng đạn. Cả hai ứng cử viên tổng thống hiện nay đều đứng đằng sau bục kính chắn đạn để phát biểu trước đám đông khi tham gia các sự kiện ngoài trời. Vụ việc lần này xảy ra trong bối cảnh cuộc đua giữa ông Donald Trump và bà Harris đang ở thế sít sao và cả hai phải nỗ lực để giành được sự ủng hộ từ khoảng vài trăm nghìn cử tri đang dao động tại các bang tranh chấp. Hiện chưa rõ ông Trump có thể chinh phục được bao nhiêu phần trăm trong số những cử tri nói trên, đặc biệt là với một hình ảnh một chính trị gia từng gây chia rẽ đất nước kể từ khi tỷ phú lần đầu tham gia chính trường vào năm 2015. Ông Trump được dự đoán sẽ sử dụng vụ ở Florida để củng cố thêm cho tuyên bố rằng ông là nạn nhân của âm mưu cản trở cựu tổng thống quay trở lại vị trí quyền lực nhất đất nước. Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại vẫn còn quá sớm để đoán liệu vụ việc có đem lại hiệu quả chính trị cao hơn so với lần ám sát hụt hồi tháng 7 hay không. Nga, Ukraine lên tiếng sau vụ ông Trump bị ám sát hụt. Liên quan tới vụ việc này, cả Nga và Ukraine đều lên tiếng. Ngày 16 tháng 9, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói rằng Nga đang theo dõi chặt chẽ vụ việc, đồng thời lưu ý rằng bầu không khí chính trị của Mỹ dường như đang trở nên căng thẳng hơn. Ông nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ can thiệp vào vấn đề này theo bất kỳ cách nào và cũng sẽ không can thiệp vào lúc này. Nói về mối quan hệ giữa Ukraine và nghi phạm Brian Wesley Root, ông Peskov nói rằng trong mọi trường hợp, việc chơi với lửa sẽ phải gánh hậu quả. Cũng trong ngày 16 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án vụ ám sát nhắm vào ông Trump. Ông bày tỏ vui mừng khi nghe tin ông Trump vẫn an toàn và không bị thương. Trong một diễn biến liên quan, Quân đoàn Quốc tế Bảo vệ Ukraine, một đơn vị quân sự gồm các tình nguyện viên nước ngoài, đã phủ nhận mọi mối liên hệ với ông Russ.